là mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc, lại còn có tác phẩm tiêu biểu có thành tích cao khi phát sóng. Lý Thấm là một trong số ít những nữ diễn viên thế hệ 90 được cộng đồng mạng xếp vào phái thanh y tiếp theo của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khá kín tiếng so với các nàng tiểu hoa 9X cùng thế hệ, nhưng Lý Thấm lại làm được điều mà cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa hẳn đã làm được cho đến thời điểm hiện tại. Đó là việc cô đã hợp tác với hầu hết các nam đỉnh lưu của showbiz từ Dương Dương, Lý Dịch Phong đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trần Hiểu, Nhậm Gia Luân. Trong video này, hãy cùng showbiz phim tìm hiểu nhiều hơn về Lý Thấm và cũng như sự nghiệp ấn tượng của nữ diễn viên này nhé. Lý Thấm, viên ngọc sáng của nghệ thuật côn kịch. Lý Thấm sinh năm 1990 tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Nơi đây được mệnh danh là cái nôi của bộ môn côn khúc hay còn gọi là côn kịch, một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến niềm đam mê ca kịch của nữ diễn viên. Ngay từ nhỏ, Lý Thấm đã luyện tập từng bước đi, cử chỉ để có thể biểu diễn côn khúc một cách uyển chuyển và thanh thoát. Năm 2001, cô theo học tại trường tiểu học trung tâm Thạch Bài, thị trấn Côn Sơn và bắt đầu có niềm say mê với hí kịch khi được đào tạo cơ bản tại đây. Cô được đánh giá là một nhân tài, được nhà trường và thầy cô chú tâm đào tạo cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Năm 2003, Lý Thấm tham gia liên tiếp các vở diễn lớn như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Thập Bát Tương Tống vai Trúc Anh Đài, Sa Giá Binh vai A Khương Tẩu, Mẫu Đơn Đình Du Viên vai Đỗ Lệ Nương. Đặc biệt, vai Đỗ Lệ Nương đã giúp cô giành giải thưởng Kim Hoa tại cuộc thi hí khúc Tiểu Mai Hoa Trung Quốc lần thứ 7. Một năm sau, Lý Thấm thi vào trường hí khúc trực thuộc Học viện Hí kịch Thượng Hải và chính thức được đào tạo bài bản về nghệ thuật biểu diễn. Đây cũng chính là nơi mở ra cho cô cơ hội đến với con đường diễn xuất chuyên nghiệp với vai trò là một diễn viên phim truyền hình. Bén duyên với con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Năm 2008, khi đang theo học tại trường hí khúc Thượng Hải, Lý Thấm tình cờ được đạo diễn Lý Thiếu Hồng chọn vào vai chính Tiết Bảo Thoa, thời niên thiếu, trong phim Tân Hồng Lâu Mộng. Bộ phim chính là bước ngoặt đưa Lý Thấm trở thành ngôi sao triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ sau này. Sau khi Tân Hồng Lâu Mộng chính thức phát sóng vào năm 2010, Lý Thấm đã nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Vai diễn Tiết Bảo Thoa trong phim cũng mang về cho Lý Thấm giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Nam Phương Thịnh Điển. Vừa mới bước chân vào giới nghệ thuật nhưng đã có thành tựu nổi bật, người đẹp sinh năm 1990 thừa thắng xông lên và gặt hái được những thành công đáng kể. Tại giải điện ảnh Bách Hoa lần thứ 31, Lý Thấm nhận đề cử gương mặt mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn Dương Khai Tuệ trong phim Kiến Đảng Vĩ Nghiệp. Cũng trong năm 2010, Lý Thấm đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình về Đảng mang tên Trung Quốc 1921. Kể lại sự tận tụy và hy sinh của các nhà lãnh đạo cách mạng, bộ phim đã đoạt giải phim truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 26. Những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Thấm. Với khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao, con đường sự nghiệp của Lý Thấm cũng rộng mở. Trong năm 2011 và 2012, Lý Thấm đã góp mặt vào 6 bộ phim liên tiếp, bao gồm Thần Thâu Gặp Nạn, Nhật Ký Tướng Quân, Thần Kỳ Hiệp Lữ, Quách Minh Nghĩa, Bầu Trời Được Bảo Vệ, Tấn Dương Phong Vân. Đến năm 2013, Lý Thấm đảm nhận vai nữ chính Thẩm Trường Thanh trong tác phẩm Thiên Kim Trở Lại, đóng cặp cùng nam thần đình đám nhất nhì thời điểm bấy giờ là Lý Dịch Phong. Ra mắt trên kênh sóng của năm đài truyền hình vệ tinh hàng đầu Trung Quốc, Thiên Kim Trở Lại sở hữu mô típ gần giống với phiên bản Lọ Lem thời hiện đại. Khi kể về câu chuyện báo thù của nàng Lọ Lem Thẩm Trường Thanh trước sự hành hạ của mẹ kế và con riêng của bà ta. Với cốt truyện chặt chẽ, hấp dẫn cùng những tình tiết gay cấn, kịch tính, bộ phim đã thu hút một lượng lớn khán giả truyền hình quan tâm theo dõi. Sau Thiên Kim Trở Lại, Lý Thấm còn hợp tác cùng những cái tên nổi tiếng như Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Diệc Phi, nhưng cái bóng quá lớn của Thiên Kim Trở Lại dường như đã tạo nên rào cản cho sự phát triển Lý Thấm. Thời gian về sau, cô gần như không có vai diễn nào nổi bật dù đã tham gia hơn 10 tác phẩm. Lý Thấm và bước ngoặt với sở kiều truyện. Năm 2017, Lý Thấm trở lại ấn tượng với vai Nguyên Thuần Công Chúa trong sở kiều truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Trong phim, Nguyên Thuần hiện lên như một nàng công chúa hồn nhiên, một lòng trung thủy nhưng về sau gặp tai họa, thậm chí bị hôn phu bỏ rơi ngay trong lễ cưới của chính mình. Để rồi, tất cả bi thương đã khiến nàng trở thành một ác nữ đầy nguy hiểm, tàn nhẫn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Mọi cung bậc cảm xúc của vai diễn đều được Lý Thấm thể hiện một cách xuất sắc và chân thực. Sở kiều truyện không những giúp tên tuổi của Lý Thấm lan tỏa rộng rãi hơn mà còn là bước đệm giúp cô góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng sau này. Một năm sau, Lý Thấm vào vai Hàn Hương Kiến, Dung Phi, một phi tần được tiến cống với nhan sắc và tài nhảy múa hơn người trong Như Ý Chuyện. Ngay khi xuất hiện, nàng đã khiến Càn Long, do Hoắc Kiến Hoa thủ vai, sủng ái và si mê,
Tuy vậy, Hàn Hương Kiến lại chẳng màng đến sự mê đắm của Càn Long dành cho mình. Khác với Lệnh Phi nhiều thủ đoạn và mưu mô, Dung Phi là nhân vật thuộc phe chính diện, nàng mang tâm hồn phóng khoáng và ao ước một cuộc sống tự do. Trong cùng năm, Lý Thấm còn tham gia diễn xuất trong Khánh Dư Niên, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị. Trong phim, Lý Thấm đảm nhận vai nữ chính Lâm Uyển Nhi, con gái tể tướng và sau này trở thành vợ của nam chính Phạm Nhàn do Trương Nhược Quân thủ vai. Khi Khánh Dư Niên lên sóng năm 2019, xét về diễn xuất và năng lực của Lý Thấm thì không có gì để bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vai diễn Lâm Uyển Nhi trong Khánh Dư Niên không thật sự phù hợp với lối diễn xuất và cách thể hiện nội tâm của người đẹp họ Lý. Nhiều khán giả cho biết, vai diễn của Lý Thấm trong Khánh Dư Niên chỉ ở mức tròn vai, do không có quá nhiều đất diễn nên cũng không thật sự để lại ấn tượng nổi bật. Ngoài ra, trong năm 2019, Lý Thấm cũng góp mặt vào phim điện ảnh Chu Tiên của đạo diễn Trình Tiểu Đông. Phim xoay quanh câu chuyện về Trương Tiểu Phàm, do Tiêu Chiến thủ vai, chàng thiếu niên của thôn Thảo Miếu, vì chứng kiến vụ thảm sát diễn ra tại chính quê nhà mà quyết định gia nhập Thanh Vân Môn. Từ đây, anh bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa hai đạo chính tả. Trong phim, Lý Thấm vào vai sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, một trong ba cô gái xinh đẹp có mối quan hệ tình cảm phức tạp với nam chính Trương Tiểu Phàm. Lục Tuyết Kỳ được đánh giá là nhân vật có khí chất vô cùng tao nhã của một tiên nhân. Tạo hình của Lý Thấm trong vai diễn này cũng để lại nhiều ấn tượng. Trang phục màu tím nhạt khi kết hợp với thiên gia kiếm đã mang đến vẻ dịu dàng, có phần cuốn hút cho Lục Tuyết Kỳ. Thu hút thêm fan mới nhờ những vai diễn đa dạng. Đầu năm 2020, Lý Thấm trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn quận chúa Mã Trích Tinh trong phim Lang Điện Hạ. Bộ phim được quay từ năm 2017, nhưng mãi gần 3 năm sau, Lang Điện Hạ mới bất ngờ nhảy dù lên sóng khi không hề có chiến dịch quảng bá nào trước đó. May mắn thay, phim vẫn nhận được sự quan tâm cuồng nhiệt của người hâm mộ. Cốt truyện mới lạ về tình yêu giữa tiểu thư cao quý và anh chàng người rừng, cùng với diễn xuất tự nhiên và tương tác bùng nổ của bộ ba Lý Thấm, Tiêu Chiến và Vương Đại Lục, tất cả đã tạo nên những cảnh quay lãng mạn và thể hiện được chuỗi bi kịch của câu chuyện tình yêu của họ. Cùng năm 2020, Lý Thấm tiếp tục góp mặt vào Cẩm Tú Nam Ca, nội dung phim xoay quanh hành trình trả thù cho gia tộc của Ly Ca do Lý Thấm thủ vai. Nàng là con thứ của Tạ Uẩn, một đại thần trong triều, nhưng thảm án diệt môn đã khiến cả nhà cô không còn một ai sống sót. Để trả thù cho gia tộc, Ly Ca đã vạch kế hoạch ám sát Lưu Nghĩa Khang do Tần Hạo thủ vai, người cai quản chính sự triều đình. Chính lòng hận thù và mối quan hệ với Lưu Nghĩa Khang đã nảy sinh những tình huống éo le, khiến người hâm mộ hồi hộp chờ đón một cái kết dung hòa giữa tình yêu và thế sự. Lý Thấm đã nhận về không ít lời khen từ khán giả cho hình tượng nữ hiệp mạnh mẽ, võ thuật cao cường, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Giữa năm 2021, Lý Thấm xuất hiện cùng với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du trong bộ phim Quân Trang Thân Yêu. Dù được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghị, nhưng bộ phim này lại được ví von là bản chung của siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời. Quân Trang Thân Yêu xoay quanh chuyện tình của anh chàng quân nhân đặc chủng Lương Mục Trạch do Hoàng Cảnh Du đóng và nữ quân y Hà Sơ do Lý Thấm đóng. Giữa bọn họ không chỉ là tình yêu trải qua sinh tử, mà còn là lý tưởng, là chức trách và sứ mệnh mà mỗi người quân nhân và bác sĩ phải gánh vác trên vai. Ngoài ra, trong năm 2021, Lý Thấm còn xuất hiện trong Hải Thượng Phồn Hoa, tác phẩm siêu ngược tâm chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn. Phim vốn dĩ đã được quay từ 2017, nhưng do phải trải qua nhiều lần chỉnh sửa thì mới có thể lên sóng. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Đỗ Hiểu Tô, Thiệu Trấn Vinh và Lôi Vũ Tranh với nhiều rối rắm lẫn khổ đau. Đỗ Hiểu Tô, do Lý Thấm thủ vai, là một nữ phóng viên tốt bụng và xinh đẹp. Trong một chuyến tác nghiệp, cô phải lòng bác sĩ Thiệu Trấn Vinh do Trương Vân Long thủ vai bởi sự ấm áp mà anh mang lại. Những tưởng câu chuyện tình yêu sẽ mở ra vô vàn khoảnh khắc đẹp đẽ, bền lâu thì biến cố bất ngờ ập đến. Về sau, sự xuất hiện của Lôi Vũ Tranh do Đậu Kiêu thủ vai đã tạo nên mối quan hệ đầy day dứt giữa ba người. Hải Thượng Phồn Hoa đánh dấu sự hợp tác lần thứ hai đầy mong đợi của cặp đôi Lý Thấm và Đậu Kiêu, được ví von như một kiếp khác của mối tình đầy oan nghiệt giữa Yến Tuân Thế Tử và Nguyên Thuần Công Chúa trong Sở Kiều Truyện. Đến năm 2022, bộ phim Dân Quốc Kỳ Ảo Thỉnh Quân do Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đóng chính được phát sóng. Thỉnh Quân là bộ phim xoay quanh mối lương duyên kéo dài hai kiếp của chiến thần ngàn năm Lục Viêm, Nhậm Gia Luân và nữ trại chủ Vu Đăng Đăng, Lý Thấm. Vu Đăng Đăng vốn là thần nữ xinh đẹp, dịu dàng ở kiếp trước, cô và Lục Viêm đã có mối tình khắc cốt ghi tâm đầy bi thương. Gặp lại nhau ở kiếp này, cả hai đã xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười khi Vu Đăng Đăng cướp hôn nhầm chiến thần vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm Lục Viêm. Những tưởng cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng vô tình lại tìm thấy nhau. Từng bước gia nhập phái thanh y của màn ảnh Hoa ngữ.
Bước sang năm 2023, Lý Thấm cho thấy nữ diễn viên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi liên tục đảm nhận vai nữ chính trong các phim chính kịch được phát sóng trên đài truyền hình Trung ương. Các tác phẩm của Lý Thấm không chỉ nhận về thành tích phát sóng tốt mà còn giúp nữ diễn viên có được một vị thế khác biệt hẳn khi so sánh với các tiểu hoa thuộc thế hệ 90 khác của showbiz. Mở đầu năm 2023, Lý Thấm có bộ phim Nhân Sinh Chi Lộ đóng cùng với Trần Hiểu được phát trên CCTV8. Câu chuyện của Nhân Sinh Chi Lộ là khúc ca về cuộc đời phi thường của một con người bình thường, nam chính Cao Gia Lâm, do Trần Hiểu đóng. Là một chàng trai nông thôn bình thường, nhưng lại có lý tưởng, có văn hóa, có tri thức cố gắng thay đổi bản thân trở nên lớn mạnh qua từng ngày. Còn Lý Thấm thì vào vai Lưu Sảo Trân, là cô con gái nông thôn đơn thuần nhưng mạnh mẽ, cô đã vượt qua mọi lời đàm tiếu, sự cô lập và chế giễu để quyết tâm theo đuổi cuộc sống mong ước và tình yêu một cách kiên định, lạc quan. Tạo hình cô gái nông thôn Lưu Sảo Trân đen nhẻm, quê mùa trong phim khiến khán giả gần như không thể nào nhận ra Lý Thấm. Điều này cũng gây tranh cãi dữ dội ngay thời điểm phim ra mắt. Thế nhưng diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn nhận về đánh giá cao và nhiều lời khen ngợi. Đến giữa năm 2023, Lý Thấm có màn hợp tác chung lần tiếp theo với Tiêu Chiến trong bộ phim Vùng Biển Trong Mơ. Bộ phim cũng được bình chọn là một trong 10 phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2023. Vùng Biển Trong Mơ lấy bối cảnh Trung Quốc những năm thập niên 1970. Phim xoay quanh hành trình trưởng thành, theo đuổi ước mơ của một nhóm bạn trẻ tuổi. Họ cùng nhau trải qua các giai đoạn của cuộc đời như thi đại học, lập nghiệp, ra nước ngoài, bước vào quan trường. Trên mỗi hành trình đó, mỗi người đều nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Nữ chính trong phim là Đồng Tiểu Mai, do Lý Thấm thủ vai, một cô gái xuất thân từ Bắc Kinh. Tiểu Mai ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để cứu chữa và mang hy vọng sống cho mọi người. Cô có vẻ ngoài mong manh, hiền lành nhưng ẩn sau đó là một tinh thần mạnh mẽ và kiên cường. Giữa tháng 3 năm 2024, Lý Thấm kết hợp với Vương Nhất Bác và Vương Dương trong bộ phim Điệp Chiến ngành tài chính có tên Truy Phong Giả. Truy Phong Giả kể về Ngụy Nhược Lai, do Vương Nhất Bác đóng, một chàng trai có xuất thân nghèo khổ. Anh vốn là nhân viên cấp thấp tại một ngân hàng, nhưng nhờ tài năng mà được cố vấn cấp cao Thẩm Đồ Nam tán thưởng. Tuy nhiên, Ngụy Nhược Lai cũng không ít lần trải qua khó khăn nguy hiểm, bị tra tấn dữ dội suýt mất mạng vì bị nghi ngờ là gián điệp. May mắn, nhờ có sự đồng hành của Thẩm Cận Chân, do Lý Thấm đóng, Ngụy Nhược Lai đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Sau bao biến cố, Ngụy Nhược Lai vẫn luôn dũng cảm tiến về phía trước, cuối cùng trở thành một người kiệt xuất trên mặt trận kinh tế. Truy Phong Giả có màu sắc khác hẳn các phim cổ trang đang lên sóng, chính vì thế, phim khó bị trộn lẫn và dễ thu hút khán giả theo dõi. Phim không chỉ nhanh chóng phá mức rating 2.0 trên CCTV mà cũng đạt được mức nhiệt 9.500 trên IKEA và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên thêm nữa khi phim đang ngày càng hấp dẫn hơn. Con đường tương lai của Lý Thấm. Hiện tại, Lý Thấm có hai bộ phim đang chờ phát sóng là Khánh Dư Niên phần 2 và bộ phim cổ trang kiếm hiệp Thất Xạ Tuyết đóng cùng tiểu sinh triển vọng Tăng Thuấn Hy. Trong đó, Khánh Dư Niên phần 2 được dự đoán chắc chắn sẽ là bộ phim hot của mùa hè 2024. Vai diễn Lâm Uyển Nhi của Lý Thấm cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn và có thêm nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất khi đất diễn được tăng lên khá nhiều ở phần 2. Còn Thất Xạ Tuyết cũng được đánh giá là dự án có khả năng đạt được thành tích cao khi phát sóng. Nhìn về tổng quan, có thể nhiệt độ và lưu lượng của Lý Thấm không thể nào bắt kịp với Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng xét về thực tích và địa vị thì nữ diễn viên lại không hề kém cạnh. Không chỉ vậy, nhờ có khả năng diễn xuất luôn ở mức ổn định, tính cách lại khá ôn hòa, nên cũng không quá khó hiểu khi Lý Thấm được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng cho vai nữ chính của nhiều dự án lớn và hợp tác với nhiều nam thần của làng giải trí. Nhìn sơ qua danh sách các bạn diễn của Lý Thấm kể từ khi ra mắt đến nay, có thể dễ dàng nhận thấy bạn diễn của Lý Thấm đều là những cái tên đỉnh nhất trong thế hệ của họ. Lứa 8X có Hoắc Kiến Hoa, Tần Hạo, Trần Hiểu, Lý Dịch Phong, Trương Nhược Quân, Nhậm Gia Luân. Thế hệ 90 thì có Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Hoàng Cảnh Du. Mặc dù Lý Thấm dường như không quá có duyên với con đường diễn viên lưu lượng cho lắm, khi nhiệt độ và độ thảo luận các chủ đề liên quan đến Lý Thấm đều ở mức rất bình thường. Nhưng con đường phát triển theo hướng thanh y lại rất phù hợp với Lý Thấm, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn hơn cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Trên đây là những thông tin thú vị về nữ diễn viên Lý Thấm. Bạn có từng xem qua những bộ phim có sự tham gia của Lý Thấm hay chưa? Bạn có đánh giá như thế nào về nhan sắc và diễn xuất của Lý Thấm? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!